Phương Khang tin chắc là nếu mà quý vị theo dõi tình hình ở trong nước thì cũng biết là câu chuyện xảy ra như thế nào tại Lộc Hưng. Thú thật với quý vị, cái bài này ngày hôm bữa từ Khang thâu xong rồi là phát lên luôn, cho nên Khang không có thuộc lời. Hôm nay xin phép quý vị cho Khang nhìn cái lời để Khang hát cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cũng chưa tập với ban nhạc luôn, hên xui đi ha. Có quý vị nào thuộc bài này không? Lên đây hát với Khang. Yeah.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you.